Ngày 23 tháng 7, Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức ra quân Đoàn Chiến sĩ tình nguyện mùa hè xanh năm 2020 đến đảo Thổ Chu, xã đảo Thổ Châu, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Hoạt động năm nay diễn ra từ ngày 23 tháng 7 đến ngày 1 tháng 8 năm 2020. 70 chiến sĩ tình nguyện sẽ thực hiện các phần việc như lắp đặt hệ thống đèn và điện năng lượng mặt trời, cải tạo sân chơi thiếu nhi, sơn sửa cột mốc chủ quyền Thổ Chu, tặng học bổng và tập cho học sinh, tặng túi thuốc y tế và 200 lá cờ cho tàu ngư dân. Dịp này, đoàn còn tổ chức ngày hội thiếu nhi, giao lưu văn nghệ giữa đoàn viên thanh niên, người dân và chiến sĩ lực lượng vũ trang tại đảo. Hành trình về xã đảo Thổ Châu nhằm tuyên truyền trong đoàn viên thanh niên và nhân dân với những việc làm mang tính nhân văn, thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện, trách nhiệm và chia sẻ với các cán bộ, chiến sĩ và nhân dân nơi biên giới hải đảo.